Quý vị có biết bệnh lao TB vẫn là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới? Và quý vị có biết rằng bệnh lao có thể ngăn ngừa được bằng cách uống thuốc để điều trị nhiễm trùng lao tiềm ẩn trước khi bệnh lao bộc phát? Nếu quý vị được sinh ra trong một quốc gia có nhiều người mắc bệnh lao như Việt Nam, thì quý vị nên yêu cầu bác sĩ cho làm xét nghiệm về nhiễm trùng lao. Xét nghiệm vi trùng lao có thể là thử máu hoặc thử lao trên da. Quý vị đã có kết quả thử lao là dương tính phải không? Tôi tên là Trâm Phạm, y tá của quận hạt Santa Clara. Tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu và biết cách ngăn ngừa bệnh lao như thế nào. Một người khi bị bệnh lao, lúc họ ho, nhảy mũi hoặc lúc họ nói chuyện thì vi trùng lao sẽ thoát ra trong không khí và lây lan cho những người khác. Nếu quý vị hít vi trùng lao vào phổi nhưng lúc đó cơ thể của quý vị khỏe mạnh thì vi trùng lao sẽ ngủ yên, không hoạt động, không lây lan, không truyền nhiễm cho người khác. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó cơ thể không còn khỏe mạnh thì vi trùng lao sẽ thức dậy, bộc phát và có khả năng lây lan cho người khác. Bệnh lao có thể bộc phát sau khi nhiễm vi trùng lao trong nhiều tuần hoặc nhiều năm sau đó, hoặc ngay cả đến mấy chục năm sau mới xảy ra. Các triệu chứng của bệnh lao gồm có sốt, sụt cân, toát mồ hôi đêm hoặc cảm thấy mệt mỏi. Khi vi trùng lao tấn công phổi, người bệnh có thể ho kéo dài 2-3 tuần, ho ra máu hoặc bị đau ngực. Rất may là bệnh lao có thể ngăn ngừa được bằng cách uống thuốc để điều trị trong thời kỳ nhiễm vi trùng lao tiềm ẩn. Đôi khi quý vị tự hỏi tại sao mình nên điều trị nhiễm trùng lao tiềm ẩn trong khi mình cảm thấy rất là khỏe mạnh. Như tôi đã giải thích ở phần đầu, khi quý vị có lao tiềm ẩn, có nghĩa là vi trùng lao đang sống trong cơ thể của quý vị, nhưng vi trùng lao đang ngủ yên, không hoạt động. Sự điều trị trong thời gian này có thể giảm đến trên 90% nguy cơ phát bệnh lao nếu quý vị uống thuốc đúng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Điều cần lưu ý là quý vị có thể phát bệnh lao nếu quý vị không uống thuốc để điều trị nhiễm trùng lao tiềm ẩn, và khi phát bệnh thì quý vị sẽ lây lan cho gia đình và cho những người xung quanh. Có lẽ quý vị lo ngại thời gian điều trị nhiễm trùng lao tiềm ẩn quá lâu. Hiện nay có những phương pháp điều trị ngắn hạn. Cách điều trị ngắn nhất là uống 2 loại thuốc, mỗi tuần một lần và chỉ uống trong vòng 12 tuần. Quý vị nên thảo luận với bác sĩ để chọn cách điều trị nào thích hợp nhất cho mình. Thông thường một số người nghĩ rằng họ đã chích ngừa BCG để phòng ngừa lao, vì vậy không cần phải lo. Nhưng trên thực tế, BCG được sử dụng để chích ngừa cho trẻ em tại các quốc gia có nhiều người mắc bệnh lao như Việt Nam. Thuốc chích ngừa BCG có thể bảo vệ cho trẻ em không bị bệnh lao, nhưng sự bảo vệ này sẽ mất dần tác dụng khi trẻ em lớn lên. Do đó, những người đã chích ngừa BCG vẫn có thể nhiễm vi trùng lao tiềm ẩn và phát lao. Để biết chính xác quý vị có nhiễm vi trùng lao tiềm ẩn hay không, thì nên yêu cầu xét nghiệm thử máu, vì thuốc chích ngừa BCG không ảnh hưởng đến kết quả dương tính của thử máu, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến kết quả dương tính thử lao trên da. Điều cần ghi nhớ, kết quả thử lao trên da dương tính thường là do nhiễm trùng lao tiềm ẩn, nhưng nếu quý vị nghĩ rằng kết quả dương tính đó là do ảnh hưởng của thuốc chích ngừa BCG lúc mình còn nhỏ, thì quý vị nên yêu cầu xét nghiệm bằng thử máu. Chẳng may, nếu quý vị có kết quả xét nghiệm vi trùng lao tiềm ẩn dương tính, thì hãy đi điều trị cho bản thân quý vị và điều trị để bảo vệ những người thân yêu của quý vị. Xin cảm ơn.